Em xin chào các bác ạ. Đầu video em xin cảm ơn các bác đang theo dõi kênh YouTube của em ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác về các cặp bát Antech có model là 416-8A. Các bác xem video của em thấy hay thì các bác cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh ạ, để em có nhiều động lực làm video hơn ạ. Và cũng như để các bác nhận được những thông tin về những sản phẩm mới để em gửi tới các bác ạ. Trước mắt các bác là cặp bát 40 của Antech nên cho cấu hình A7 ạ. Một cặp bát rất đẹp. Cặp bát có model là 416-8A. Thì ở dòng 416-8A này thì nó có hai đời ạ. Một đời được sản xuất từ năm 1970 đến khoảng những năm 1975. Thì đó là đời xương thẳng bần vàng. Đời xương thẳng bần vàng. Còn một đời thì sản xuất trong khoảng một năm thôi, là năm 1976. Thì là cái đời đấy em đang quay cho các bác xem này ạ. Là cái đời xương vuông bần đen. Nhìn thì nó rất giống mấy cặp 416-8B. Cái đời này là nó trước đời 416-8B ạ. Nó chỉ sản xuất có một năm thôi nên nó rất ít ạ. Thường thì các bác hay thấy cái cặp là 416-8A xương thẳng bần vuông à, bần vàng, xem xin lỗi các bác nhé. Xương vuông à, người ta hay gọi là xương thẳng bần vàng đấy ạ. Còn đời này là đời xương xương vuông và cái bần đen. Nếu các bác nhìn nhìn thoáng qua thì nó rất giống 416-8B, nhưng chỉ khác là 416-8B thì nó có râu ở trên cái nón loa này. Trên cái nón loa này nó sẽ có hai cái râu thò ra một tí. Còn đời 416-8A thì nó không có râu. Nó chỉ có mỗi cái nón này thôi. Còn nhìn chung thì nó rất giống với cả 416-8B. 416-8B nó chính là cái đời cải tiến của cái thằng 416-8A này. Đời xương vuông này. Tiếng bát của đời xương vuông này thì nó cho tiếng bát sâu hơn, hay hơn so với đời xương thẳng và nó cũng to hơn. Đời này thực tế nó là 16 inch. Nó bằng với cả 416-8B, nó là 16 inch. Và bát 40. Còn cái đời xương thẳng kia nó chỉ có bát 38 thôi, 15 inch thôi. Các bác nhìn, một cặp bát rất đẹp. Đẹp gần như không có điểm gì để chê. Mấy chục năm rồi mà nó vẫn được như thế này thì là một điều rất tốt rồi. Thì bác nào yêu thích cặp này thì liên hệ với em nhé. Số Zalo em để ở trên bài ạ. Cặp này em bán về Việt Nam với giá 18 triệu ạ. Các bác nào thích cặp này thì liên hệ với em ạ. Thì em bán về Việt Nam em báo giá rồi là 18 triệu. Thì các bác nào mua thì chuyển khoản cho em trước 30% giá trị của sản phẩm ạ. Và hàng em sẽ gửi về. Thì ship code và các bác sẽ nhận hàng, xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nốt cái số tiền còn lại cho bên bưu điện hoặc bên chuyển phát nhanh. Nói chung là bên vận chuyển. Các bác chỉ cần đặt cọc trước cho em 30% giá trị của sản phẩm ạ. Và cặp loa này, cặp bát này em bán về thì với giá là 18 triệu ạ. Đây một cặp bát để các bác lên cấu hình A7. Chuẩn đời luôn đấy ạ. Nếu nói về A7, A7 chuẩn đời thì phải là 416-8A đi với cả 808-8A hoặc là 802-8D là chuẩn đời nhất. Còn thằng 808 à, 416-8B đấy thì nó sẽ lên cái đời là A7X hoặc là Antech 19. Đây, đời này đời xương vuông đi các bác. Hàng rất đẹp. Các bác nhìn. Nó không khác gì với cả 416-8B. Nhưng chỉ có điều là nó vẫn có cái nắp nắp đít. Còn cái thằng 416-8B này thì nó là đúc xương đúc và đít đúc. Còn đây thì đít nó vẫn có cái nắp rồi. Đời 416-8A này này. Đời cải tiến trước thằng đời 416-8B này. 416-8B nó là cải tiến của thằng này thôi. Nó cải tiến tiếp của thằng này. Nó cái nắp đít này thì nó chuyển sang là cái nắp đúc. Nhìn nó gấu hơn một tí. Còn về chất âm, chất tiếng thì hai đời này và 416-8B là giống nhau. Chỉ có cái đời 416-8A mà là xương thẳng này.
bát 38 cm đấy, thì tiếng bát của nó là không uy lực bằng cái thằng 46-8B và 46-8A đời Sương Vương này. Một cặp bát rất đáng chơi đấy. Bác nào yêu thích thì liên hệ với em nhé. Cặp bát đẹp, đầy đủ cả cái ốc này, ốc ở đằng sau nó này. Cái cặp cặp này cái loa bên này thì nó vẫn còn đầy đủ nhá, các cái đệm ở đằng sau nó đệm đằng sau để bắt loa đây nhá. Có lẽ em nó rơi ra em không gắn lại thôi. Bác nào mua thì em gửi về đầy đủ cho các bác để các bác gắn lại. Chứ nó không thiếu nhá. Các cái đệm mà nó có hết đây. Nó rơi hai ba cái đệm ấy, em để ra bên ngoài đây. Một cặp bát đẹp, đẹp từ màng khung xương. Đây các bác nhìn. Và cái màng loa, số màng loa của nó đây ạ. Số màng loa là 21184 21184 trừ 3. Đây em quay cho các bác xem cái bên này. Số màng loa của nó. Số màng loa cái bên này thôi. Nặng quá em quay một mình nó hơi phức tạp. Ở đây, số màng loa của nó đây. Đó là các bác có nhìn này. 21184 trừ 3. Một cặp bát rất đẹp. Rất đáng để chơi. Dòng A7. Chuẩn đời A7 luôn các bác. Cái này mới là chuẩn đời A7 nhá. 46-8A là chuẩn đời A7, 46-8B thì thường nó lắp lên Antic 19 là chính, và hoặc là A7 như là A7X đi với cả của 8-2-8G. Phân tần N1201-8A. Còn cái này nó đi chuẩn đời luôn này. Chuẩn đời A7. Cắt 500 hạt hoặc cắt 800 hạt. Cặp bát rất đáng chơi. Màng zin đẹp. Em đo được, em đo chở khá của cặp bát này tất cân 6,8 ôm. Cặp bát rất đáng chơi. Rất dễ đánh. Tiếng bát uy lực. Hay nhất trong cái đời 46-8A. Nó hay, tiếng bát của nó hay như đời 46-8B. Thì bác nào thích thì liên hệ với em nhé. Số Zalo em để trên bài. Em xin nhắc lại là cặp này em bán về Việt Nam là với giá là 18 triệu. Thì bác nào mua hàng thì cọc trước cho em 30% giá trị sản phẩm ạ. Em gửi hàng về thì sau đó các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và trả nốt cái số tiền còn lại cho bên chuyển phát ạ. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em ạ. Các bác thấy video của em hay và đáng để xem thì các bác cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh ạ, để em có video làm, để em có động lực làm các video tiếp theo ạ, để giới thiệu về các sản phẩm cho các bác tìm hiểu ạ. Cũng như các bác mong muốn sản phẩm gì thì các bác có thể liên hệ với em nhé. Em có thể tìm cho các bác các loại bát, tất cả các loại bát, các loại củ kèn, các loại hoan kèn, cũng như là âm bần đi đèn, âm bần đi bán dẫn, dây loa. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở bên Nhật. Một lần nữa em xin cảm ơn các bác đã xem video của em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.